Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu các anh em tham gia một chương trình này góp nhận 50 top cần có kỳ đoàn FZ các bạn. Con này chạy 8 BB Smart Chain. Để tham gia giá hôm nay bấm link, phần link mô tả dưới video của mình, mở Telegram bấm nút start nè bạn. Sau khi bấm nút start nó lướt một số captcha các bạn, lướt captcha các bạn. Nó hiện captcha các bạn, lướt captcha xong thì các bạn nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nha các bạn. Các bạn join vào nhóm chat này các bạn. Kênh channel nó các bạn follow nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lên nè. Tiếp tục thì các bạn follow từ Twitter nha các bạn. Like vào bấm vào fan từ Twitter thì các bạn theo dõi nè. Like và từ quý bị viết đầu tiên nha các bạn. Chat lại nè, rồi bạn mới đáp lên nè. Tiếp tục thì các bạn subscribe Reddit, các bạn follow Reddit nha các bạn. Bây giờ cũng up fan nè. Sao nó ra gì cũng bấm vào browser order get it nha bạn. Đặng tự quyết get it nó bị lỗi các bạn bỏ qua nha bạn. Các bạn bấm follow minimum. Sau khi follow minimum bạn bấm submit detail nha bạn. Tiếp tục bấm done. Tiếp tục bạn gửi lại đường link tại Twitter mình nha các bạn. Tại Twitter thì bạn sẽ chép nè các bạn. Rồi bấm đáp lên nè. Bắt vào đây nha bạn. Tiếp tục mình gửi cho bot nha bạn. Tiếp tục thì mình gửi đường link get it nha bạn. Blockfi đường link get it nè. Tự get it của nó bị lỗi nhưng mà cái gỡ luôn các bạn. Không sao đâu các bạn. Mà bị lỗi bỏ qua có gì đâu. Tiếp tục gửi đường link Blockfi minimum thì các bạn cũng gửi đường link Blockfi minimum các bạn. Bạn nào không biết thì xem lại những video mình hướng dẫn các bạn lấy username tất cả các link các bạn. Tất cả các trang mạng xã hội các bạn. Rồi bạn mới đáp lên các bạn. Trời ơi sao nó không ăn ta. Cái máy này bị còn còn gì không biết. Gửi. Tiếp tục thì anh em gửi địa chỉ BNB Smart Chain trên chiếc chocolate nha các bạn. Thì các bạn qua địa chỉ chocolate các bạn ra nè. Rồi tất cả anh em lướt xuống tìm địa chỉ BNB Smart Chain là địa chỉ này nha các bạn. Các bạn sao chép lên nè. Rồi bạn mới đáp lên nè. Bạn gửi cho bot nè. Nhà xa mạng yếu xìu các bạn thông cảm nha các bạn. Tiếp tục bấm vào settings để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Vì top cần nó sẽ trả sau các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Các bạn đừng quên like, đăng ký cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé.